phá thầy phá thôi. Dạ thưa thầy, con cái chỉ đi dân của tiểu trường là con là cái hạnh, và ngồi trong con cũng mới về tu viện là thời gian gần đây thôi. Con có thắc mắc cho con về tu tập á, thì con xin phép thầy con hỏi được là thời gian gần đây nhất là con có lực cái cuốn là con hóa Phật giáo truyền thống mà có 25 giới hành của Sa Di á, con mới nghe đọc và con nghiên cứu và có biết cái kinh nghiệm tu tập, con dùng cái dụng niệm hơi thở và con các ý từng cái lì lại thủy trại phong lại hỏa lại thông lại, và con các ý cái mắt mắt căng mắt trần các thức cảm thấy là các cái nó ngã nó tuôn trào ra ở ngoài rồi tức rồi nó cũng lặng đi. Mà thời gian mới hôm nay sáng đến tối bây giờ em tức nó lặng đi, nó chỉ là thở thì nhẹ nhàng, nó không có cái gì nó bận hết. Muốn hỏi thầy về cái cảm thấy đó, con ở nó như thế nào, và nếu mà đúng thì con xin các thầy chỉ dạy dẫn con phương pháp là chủ cái ngủ mà con cũng cảm mộng luôn. Không biết có cái chỗ nào là đúng hay sai, thầy cũng lòng mà chỉ lừa chỉ dạy. Thật ra thì con chỉ đọc ở trong sách nó nói về cách thức mà tu tập về phong đại quả đại tự đại, nhưng mà phải vậy đâu con, khoan nè, bởi vì đọc trong sách là nói như vậy, chứ nhưng phải được thân cần thì mới tri thức là hướng dẫn, chứ không kéo mình tu vậy đó là mình sẽ bị tự mất. Bởi vì người ta biết cái căn cơ, cái trình độ của mình lúc bây giờ phải tu cái pháp nào trước, cái pháp nào sau. Cho nên trong cái bốn cái lại định của Đức Phật, con lưu ý chánh niệm tỉnh giác, định vô lậu, chánh niệm tỉnh giác, định niệm ăn ở, định sáng suốt. Còn cái bốn cái lại định mà Đức Phật đã đề thì chúng ta biết bốn cái. Bây giờ trong cái giai đoạn của mấy con hiện giờ là phải tu định vô lậu, tức là triển khai cái tri kiến, cái sự hiểu biết của chúng ta để phá toàn bộ tâm, chứ không được nhiếp tâm ở trong cái quán tưởng một cái nào khác hơn. Cho nên ví dụ như Đức Phật có dạy chúng ta quán tưởng thân bất tịnh, nhưng mà trong khi chúng ta chưa có sử dụng được cái tri kiến đạo đức của chúng ta để phá cái tâm bằng cái đức hạnh giới luật, thì chúng ta quán thân bất tịnh coi chừng chúng ta bị tưởng. Nó cũng dùng pháp tưởng, nhưng mà tưởng là khi nào mà chúng ta dùng giới luật thanh tịnh được thân tâm thì chúng ta quán cái đó, thì chúng ta nó không bị tưởng, chứ không khéo nó sẽ bị tưởng. Cái tưởng của chúng ta nó còn mang đầy cái tham sân si á, thì cái tưởng nó rất mạnh. Cho nên người ta biết được cái căn cơ của mấy con là lúc bây giờ ở trên cái cách thức sống của mấy con, giới luật ở cái mức độ nào người ta sẽ dài ở chỗ đó. Ví dụ như giới luật các con thanh tịnh đến những cái giới nào thì người ta sẽ hướng dẫn ở cái mức độ đó. Còn các con chưa thanh tịnh ở mức độ đó thì người ta sẽ không hướng dẫn cho mấy con tu tập về các pháp khác. Chánh niệm tỉnh giác là nó giúp cho chúng ta tri kiến giải thoát, nhưng mà cái tri kiến giải thoát chúng ta chưa học được đức hạnh giới luật thì chánh niệm tỉnh giác nó sẽ trở thành tà pháp, nó làm chúng ta bị ức chế tâm. Các con hiểu được không? Cho nên trước tiên mấy con phải đi vào cái định vô lậu, mà đi vào cái định vô lậu thì phải triển khai cái tri kiến của mấy con, phải sự hiểu biết gì giới luật. Các con chưa hiểu biết giới luật gì hết, chưa thông suốt hết mà mấy con lo tu tập thì mấy con chưa chuẩn bị lọt vào những cái phương pháp đúng của Phật, nhưng nó lại thành ra những cái phương pháp tu tưởng, tu tưởng. Cái giới luật nó phải đi trước, mà nó trước ở cái mức độ nào rồi đến cái pháp nào. Cũng như bây giờ chưa có giới luật, chưa nghiêm chỉnh mà mấy con tu định niệm hơi thở, tu để làm quen với nó thì thôi, chứ mà tu hơn một chút nữa là mấy con bị lạc. 16 cái đề mục ở trong định niệm hơi thở, những cái đề mục khác ở trong pháp thân hành niệm và tứ niệm tứ. Cho nên nó 19 cái đề mục của định niệm hơi thở. Hơi thở rất quan trọng chứ không phải vậy. Còn quán về đất, nước, gió, lửa đều là mấy con phải ở trên căn cứ vào giới luật để coi thử coi mấy con sẽ sử dụng hiểu biết cái giới luật ở chỗ nào. Như năm giới của cư sĩ, năm giới của cư sĩ nói đó là nói riêng cho cư sĩ, còn nói chung là tu sĩ và cư sĩ đều là phải năm giới cơ bản, bởi vì nó là đạo đức nhân bản
Cho nên chúng ta là con người là chúng ta phải có cái đạo đức này, không thể không có được. Cho nên chúng ta phải hiểu được cái những cái điều này, tức là tri kiến chúng ta phải biết. Và đồng thời chúng ta có phạm năm giới này không? Căn bản nhất mà. Nó là nhân bản. Chúng ta là loài động vật, nhưng mà chúng ta nhờ có năm cái giới này, nó mới là gọi là chúng ta nhân bản, cái bản, cái gốc của con người. Còn chúng ta không có cái đạo đức là chúng ta là loài động vật mà thôi. Mặc dù là con người, chúng ta cũng có mặt, cũng có mũi, cũng có tay chân, cũng như một loài đực ươi, một con khỉ, một con dượng, nó cũng giống như chúng ta vậy, nhưng mà nó là con vật, bởi vì nó không có thể nhân bản được. Còn chúng ta có nhân bản. Còn chúng ta là con người mà không nhân bản thì chúng ta cũng như con vật mà. Nó phải hiểu như vậy. Cho nên đó là cái đạo đức căn bản nhất. Rồi bắt đầu từ đó chúng ta đi lên nữa, thập thiện là nhân quả. Mà nhân quả mà chúng ta không biết á, thì nó sẽ đưa đến những cái quả đau khổ chúng ta, hành động ác của chúng ta, sẽ đem đến những cái quả khổ chúng ta. Cuộc đời chúng ta toàn bộ gặp khổ. Cho nên trên cái bước đường tu tập, chúng ta phải đi từng cái chỗ hiểu biết này đến chỗ hiểu biết kia của giới luật, rồi mới thập giới sanh nhi mới còn. Chứ không phải khi mà chưa biết được cái năm giới, chưa có thông được thập thiện mà vô đó mà thọ thập giới sanh nhi là mấy con hỏng chân hết. Phải đi từng bước. Cho nên từng lần lượt mấy con sẽ tìm hiểu, học hiểu cho rõ, rồi từng đó người ta sẽ dạy cho mấy con tới những cái phương pháp chánh niệm tỉnh giác. Chánh niệm tỉnh giác tu cho đến khi mà cái tri kiến của mấy con nó xả sạch được tâm thì người ta mới dạy mấy con chánh niệm tỉnh thức. Ở trong cái tỉnh thức của nó, nó thì bắt đầu bây giờ người ta mới dạy cho mấy con về cái pháp môn hơi thở. Để làm gì? Để luyện thần lực đó. Chứ không phải là định niệm hơi thở để mấy con mà tu định niệm hơi thở để vào định đó. Mà luyện thần lực bằng những cái đề mục của hơi thở. Cho nên nó có những cái phương pháp tác ý của nó. Nó có phương pháp tác ý. Cho nên con cứ từ từ để rồi thầy sẽ dạy. Thầy biết tu như vậy chưa đúng, thầy sẽ dạy. Rồi mấy con cứ lo học cái lớp đạo đức cái đạt. Các con thấy cái lớp tam quy mấy con chưa học, có phải không? Quy Phật, quy Pháp. Mấy con người cư sĩ mà vào đạo Phật là phải thọ tam quy rồi mới tới ngũ giới. Tại sao mà thầy đưa ngũ giới trước mấy con? Tại vì cái xã hội chúng ta hiện bây giờ cái đạo đức nó xuống cấp quá. Mà nếu mà thầy không soạn cái đạo đức này để phổ biến rộng ra mà lo dạy tam quy ấy, thì tam quy phải nói là cái đức hạnh của Đức Phật, cái gương hạnh của Đức Phật, quy Phật. Mà mình không hiểu Đức Phật là ai, không hiểu cái hành động sống của Đức Phật như thế nào. Bây giờ cái bộ sách mà quy Phật mấy con có chưa? Rồi quy y Pháp, Pháp nào, Pháp gì? Để không người ta lừa đảo mấy con, người ta nói Pháp này cũng Phật, Pháp kia Phật Phật. Mấy con bị lừa đảo mấy con đâu có biết được. Cho nên quy Phật, quy Pháp là không ai mà lừa đảo mấy con được. Quy Tăng là mấy con chọn một vị thầy của mấy con làm người chứng đạo, làm chủ sinh già bệnh chết. Chứ đâu phải đụng ông nào mấy con cũng chọn làm thầy mình đâu. Thấy ông đó làm trưởng ban hoặc là làm cái này kia, giàu có, chùa to, Phật lớn, được mọi người đảnh lễ, cung kính, mấy con xu hướng theo, coi như ông ta là thầy mấy người. Nhưng mà ông ta vẫn sống như một người bình thường, vẫn danh, vẫn lợi, vẫn ăn, vẫn uống, vẫn say xưa, vẫn y chạy theo dục lạc như người. Thế mà làm thầy mấy con à? Mấy con phải chọn lấy một vị thầy, mấy con, và người đó phải chứng đạo, phải làm chủ sự sống chết, thì đó là vị thầy của mấy con chứ. Để cái kinh nghiệm của cái người tu chứng đó, người ta mới dạy lại cho mấy con mới tu chứng chứ. Còn cái ông thầy đó, ông dạy mấy con chỉ ở trên dục lạc không à. Thì như vậy mấy con thấy cuộc đời mấy con tu như thế nào. Cho nên bây giờ mấy con cứ về để mà học đạo. Rồi thầy sẽ dạy. Phải cố gắng bỏ hết cuộc đời còn trẻ, mà nếu mà tu mà không được quá uổng. Mà trong tuổi trẻ tu được thì đó là lợi ích rất lớn cho Phật giáo mấy con, cho Phật Pháp, lợi ích rất lớn cho mọi người. Bởi vì tuổi trẻ mấy con còn thời gian khỏe mạnh, mấy con sẽ đem cái chánh pháp này mà dạy cho mình. Thầy đang nhìn vào cái tuổi trẻ của mấy con đó. Bây giờ Phật Pháp phải nhờ vào cái tương lai của tuổi trẻ. Bây giờ những người lớn tuổi như mấy con, thầy dạy rồi mấy con, sức khỏe mấy con, bây giờ đi ra đó, bây giờ đưa mấy con đi ra ở chỗ nào dạy, thì cái sức khỏe của mấy con đâu bằng tuổi thanh niên đâu mấy con. Cho nên mấy con chỉ cần nhập diệt là mấy con thấy an. Bởi vì tu rồi mấy con thấy cuộc đời này không có còn nghĩa lý gì nữa, muốn ra đi. Nhưng mà vì cái nhiệm vụ mấy con bây giờ còn một tấc hơn, mấy con phải độ chúng sanh mà thôi. Chứ còn tuổi trẻ là cái nhiệm vụ của nó phải gánh vác. Cho nên ở đây những cái người tuổi trẻ là mấy con phải thấy cái trách nhiệm mấy con rất lớn. Mấy con phải còn có cái thời gian, mà bây giờ mấy con phải tu đúng, tu nhanh, để cho mấy con phải đạt được kết quả đó ra.
thân giáo mấy con cụ thể đó là nói đâu mấy con làm được đó, chứ đâu phải nói đùa nói giỡn được. Nó ta còn thấy cái trách nhiệm của mấy con lớn. Chứ còn những người lớn tuổi này, người ta tu xong rồi thì người ta muốn ra đi liền, muốn ra đi liền, người ta đâu còn sức khỏe đâu mà để mà hướng dẫn đâu. Nhưng mà vì không có người buộc lòng thầy để cho họ phải hướng dẫn, chứ họ vào nước vào họ bỏ cái thân này không phải sướng họ sao? Thì tu xong rồi người ta đâu còn tha thiết gì đối với cái cuộc sống của thế gian này nữa mấy con. Người ta muốn ra đi, người ta đâu có muốn ở đây. Cho nên khi mà Đức Phật tu xong rồi, Đức Phật cũng muốn ra đi, chứ Đức Phật đâu cũng muốn ở đây. Nhưng mà vì độ chúng sanh, vì chúng sanh còn đau khổ, cho nên thậm chí như Đức Phật nhìn cái hoa sen, có hoa sen nở mà có hoa sen còn chìm ở trong nước, chưa nở trong mặt nước. Đức Phật thấy chúng sanh khổ quá, không thể bỏ được. Cũng như thầy tu rồi, thầy thấy quá khổ, biết chúng sanh có độ được không? Nhưng mà gánh giác chúng sanh là cả một vấn đề khổ chứ đâu phải không. Hai mươi mấy năm trời nay mấy con thấy thầy làm được những gì, mấy con thấy rất là đau khổ. Điều mình muốn, mong muốn mà không bao giờ nó đạt được cái mong muốn của mình đó. Cứ sóng gió dập dờn. Cũng như bây giờ xin phép được rồi thì bắt đầu nội bộ mình chia rẽ nha. Để rồi không làm được những gì hết, chia rẽ mà làm gì? Giấy phép để ngó mà thôi. Các con thấy không? Vì vậy cho nên ngay từ bây giờ chúng ta phải học đạo đức, phải học đúng cách của nó, đoàn kết thương yêu nhau, bởi vì đây là cái dây gánh giác nhau, chứ không phải là có một người nào mà làm được chuyện này. Cả bao nhiêu người trên hành tinh này chứ đâu phải một người đâu, mà có một người làm sao làm nổi. Phật giáo mấy con thấy trong thời Đức Phật bao nhiêu gì chứng quả là thế, rồi khi mà đặt Đức Phật nằm xuống rồi còn những gì của Phật giáo. Bây giờ nhìn cái sách lại mấy con thấy có cái nào mà pháp dạy chúng ta để làm chủ sanh già bệnh chết không? Lý luận thì hay, nói thì hay, nhưng mà cuối cùng tu được những gì đây? Các con cứ nhìn từ đông sang tây coi Phật giáo bây giờ người ta tu được những gì. Hay là tu để có chùa to Phật lớn, hay tu để mà có những cái danh cái lợi. Hôm nay mấy con cố gắng hơn nữa mấy con. Khi mà thầy về thăm đều là mục đích thầy sắp tấn mấy con, đoàn kết, nỗ lực tu tập thật tình, quyết tâm làm cho được dựng lại nền đạo đức của Phật giáo cho con người. Đó là mục đích gánh giá của mình. Dài của mấy con còn gánh nặng lắm mấy con. Thầy bây giờ đã lớn tuổi rồi, thầy mong mấy con tu tập được, làm chủ được, thầy trao cái gánh này cho mấy con. Thầy sẽ ra đi, nhiệm vụ của thầy là, chứ đâu phải mà thầy ở đây đâu mấy con. Lẽ ra thầy đi lâu rồi, nhưng mà thương xót mấy con, nhìn mấy con có duyên với thầy mà bỏ đi thì bây giờ mấy con sẽ như thế nào? Có còn ngồi ở trong cái tu viện chân như này nữa không? Có còn ngồi ở trong cái lớp này mà để nghe thầy nói không? Thầy biết cái duyên của thầy với mấy con còn, cho nên thầy phải kéo dài từ đấy để mà gặp mấy con, để truyền lại cái kinh nghiệm tu tập của mình, để truyền lại cái chánh pháp của Phật. Thầy biết mấy con đọc sách, mấy con thấy hay lắm. Đúng lắm, từ lâu tới giờ đọc sách thì mấy con đâu có đọc. Nhưng hôm nay thấy được rồi thì phải cố gắng đi. Con về có thầy thì thầy sẽ hướng dẫn, thầy không bỏ. Nhớ ráng học đạo đức kim giờ.